Bạn sẽ không cần phải đau đầu suy nghĩ về cách nhập prompt ChatGPT hay là Midjourney sao cho có kết quả tốt nhất nữa. Website AI này sẽ biến bạn trở thành cao thủ prompt chỉ trong 1 phút. Bạn chỉ cần nhập những prompt cực kỳ cơ bản như là viết một bài quảng cáo dài 200 chữ cho sản phẩm đồ chơi cho chó có tính năng làm sạch răng. Và cái tool AI này nó sẽ tự động tối ưu cái prompt mà bạn nhập vào một cách chi tiết và hiệu quả hơn mà bạn không cần phải tốn thời gian ngồi suy nghĩ. Thậm chí ở bên dưới, nó sẽ show cho bạn kết quả khi bạn sử dụng prompt mà bạn nhập vào lúc đầu như thế nào và kết quả khi bạn sử dụng cái prompt đã được tối ưu bởi cái tool này sẽ như thế nào ở trên ChatGPT, giúp bạn có thể dễ dàng so sánh hơn. Mình đã thử copy cái prompt này sang ChatGPT để sử dụng thì thấy nó khá là ổn áp. Không chỉ có ChatGPT, tool AI này cũng sẽ giúp bạn tối ưu những cái prompt ở trên Midjourney, Leica hay là Stable Diffusion. Mình sẽ thử với một ví dụ có sẵn của nó là con raccoon ở trong bộ đồ phi hành gia này nhá. Từ một cái prompt siêu ngắn chỉ có 4 chữ thôi mà tool AI này đã biến nó thành một cái prompt cực kỳ chi tiết và cực kỳ nhiều thông tin để cho ra được những cái ảnh đẹp hơn. Và tất nhiên cũng sẽ có kết quả hình ảnh ở đây để cho bạn so sánh giữa prompt thường và prompt đã được tối ưu. Mình sẽ thử bắt nó tạo ra một cái prompt khác bằng cách là ấn cái nút này. Sau đó mình chỉ cần copy cái prompt này và mang lên một cái website tạo ảnh bằng AI. Và mình có ngay một bức ảnh trong 10 giây và nhìn cũng rất là ok đúng không mọi người? Để sử dụng cái tool AI này thì bạn sẽ phải cài đặt rất nhiều bước. Cho nên nếu bạn muốn mình làm video hướng dẫn chi tiết thì hãy comment xuống bên dưới nha. À, tên tool này là promptperfect.gina.ai.